Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Tử vi thứ 7 ngày 11 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp. Nhờ có thực thần mà người tuổi Ngọ càng thận trọng những gì mà mình có được tới ngày hôm nay. Vì hơn ai hết trong cuộc sống, không chỉ có công việc mà tình cảm hay những thứ khác đều đóng vai trò quan trọng. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Nghề Tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Thiên ấn mang lại cho người tuổi Tý sự nhạy cảm linh hoạt để giải quyết những tình huống bất ngờ xảy ra trong ngày hôm nay. Với những khó khăn trước đây tưởng như không thể làm gì bạn thì cũng có thể xử lý mọi thứ gọn gàng. Nhiều lúc bạn không hiểu vì đâu mà bạn có thể xử lý tốt như thế mà chỉ nghĩ rằng do bản năng mà thôi, nên người khác có hỏi bạn cũng không biết nguyên do từ đâu. Thực ra, đó là kiến thức bạn từng học từ ai đó, từng có trải nghiệm. Này bạn áp dụng vào thực tế mà thôi. Hôm nay, nhân khi có tam hội nâng đỡ, bản mệnh nên mở rộng mối quan hệ. Những người bạn mới sẽ cho bạn những bài học thú vị mà bạn chưa từng biết tới. Hãy vui vẻ đón nhận họ vào cuộc sống của bạn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim. Lòng quyết tâm của bạn cuối cùng đã có kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, bạn đam mê học hỏi và nhờ đó có được lượng kiến thức khổng lồ cho mình. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, sự nhanh nhạy của bạn khiến cho mọi người nể trọng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, tình cảm hài hòa là chỗ dựa tinh thần cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nếu không đủ linh hoạt, bạn sẽ vẫn dậm chân tại chỗ đấy. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Nhờ sự giúp đỡ của thiên tài nên vấn đề tài chính của tuổi Sửu đang khá ổn định. Bạn không còn phải lo lắng quá nhiều tiền bạc như trước, thậm chí nếu có khó khăn cũng ngay lập tức có người hỗ trợ và giúp đỡ. Nếu cảm thấy bản thân không thể gạt bỏ những ý niệm tiêu cực, lại có tiền trong tay, bạn hãy dành thời gian cho bản thân bằng việc đi du lịch nhé, vì bạn xứng đáng có được điều đó mà. Ngày có tam hội cục che chở, khuyến khích bản mệnh bỏ qua những hiềm khích cũ, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, thêm bạn bớt thù để cuộc sống tươi vui hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, bạn luôn có kế hoạch tiền bạc khôn ngoan hơn người. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, nhân lúc tình cảm tốt đẹp, bạn nên bàn tính tới kế hoạch xa hơn cho tương lai hai người. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, tình cảm lận đận, khó kiếm được người tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, chăm chỉ cộng thêm biết cách tiết kiệm là bạn sẽ thường tránh được những tình huống khó khăn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, cơ hội kiếm tiền rất nhiều, quan trọng là bạn phải mở rộng mối quan hệ thích hợp. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Tác động tiêu cực của kiếp tài là nguyên nhân dẫn đến những bất đồng ý kiến sẽ xảy ra giữa người tuổi Dần và đối tác. Tránh làm việc quá sức để kết quả khiến bản thân căng thẳng hơn. Thực ra căng thẳng nhiều khi là do chính bạn tạo ra, vì cách suy nghĩ tiêu cực của bạn khiến cho bạn lo từ việc này sang việc khác, có cảm giác không có lối thoát cho bất cứ việc gì. Nhờ có lục hợp nên bạn may mắn khi mà xung quanh mình có những mối quan hệ tốt đẹp, họ giúp đỡ bạn rất nhiều trong cuộc sống, quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, những mối quan hệ tốt đẹp sẽ khỏa lấp nỗi buồn cho những mối quan hệ xấu ở hiện tại. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, cố gắng loại bỏ suy nghĩ tiêu cực thì mọi việc sẽ lại êm xuôi. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, bạn không hề nản lòng dù tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, sự ổn định là điều mà bạn mong chờ trong thời điểm này. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, nếu bạn biết cách lùi lại một bước thì khi có sóng gió rồi cũng qua đi nhanh. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão,
Ảnh hưởng của tỷ kiên khiến cho người tuổi Mão có cảm giác lạc lối, không biết nên làm gì lúc này. Có thể vì bạn đang cố làm hài lòng một ai đó nhưng không thành. Trước khi cố gắng làm hài lòng người khác thì hãy đặt câu hỏi lý do nào khiến cho bạn phải làm công việc khó chịu này. Nếu không thích, đừng ngại ngần nói thẳng ra. Ngày có tam hợp cùng nâng đỡ nên vận trình tình cảm của bạn đang được cải thiện rõ rệt. Bí quyết cho bạn đó là chớ nên quá so đo, tính toán trong cuộc hôn nhân của mình. Thay vào đó có thái độ biết ơn với những gì đối phương đã làm cho bạn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, bạn đủ tinh tế để biết điều gì nên tiến hay lên lui. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, tình cảm đôi lứa của bạn càng ngày càng thêm mặn nồng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng bằng nụ cười rạng rỡ, bạn sẽ nhận về những điều tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, tình cảm ổn định, bạn cũng cảm thấy an lòng hơn. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, khi ta lạc lối thì nên dừng lại, đừng cố bước, bạn sẽ càng sai. Con số may mắn 1, 7. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, ngày có chính tài nên dù là ngày nghỉ nhưng tuổi Thìn vẫn chăm chỉ tập trung làm việc, vì đối với bạn, những gì mình làm không được cầu thả, phải chỉn chu, đẹp đẽ mới đạt tiêu chuẩn. Nên cẩn thận khi giao tiếp, nếu không chắc chắn đừng lan truyền thông tin sai lệch. Tài chính sẽ vẫn là vấn đề khiến cho bạn đau đầu, nhất là khi nó liên quan đến gia đình của bạn. Bất đồng quan điểm trong việc giao tiếp hàng ngày khiến cho bạn khó xử. Nhưng dù sao, hôm nay là ngày cuối tuần, có thể bạn sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ngày để giải tỏa bớt căng thẳng. Nhiều khi bạn tìm câu trả lời cho những gì mình đang làm ở những sự việc tưởng như chẳng liên quan. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, nên nhớ không ai hoàn hảo cả, ngay cả chính bạn. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, hãy nghỉ ngơi đi, đừng soi xét bất cứ ai làm gì. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, thử nấu món gì đó để đãi cả gia đình, điều bạn nhận được là niềm vui và lời khen. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, đừng yêu cầu quá cao từ người khác, sẽ làm cho bạn thất vọng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, dù đi ra ngoài cũng không nên ăn mặc cẩu thả đâu đấy nhé. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thương quan đưa tới cho bạn những điều phiền nhiễu. Người tuổi Tỵ có thể sẽ gặp nhiều rắc rối khi thực hiện công việc hàng ngày tại chỗ làm. Thậm chí bạn còn bị trách mắng rất nhiều khiến cho bạn có cảm giác tự ti. Tuy nhiên, cũng đừng quá lo lắng vì đây đều là các trở ngại nhỏ và lưu ý. Bạn có thể vượt qua những chướng ngại vật này một cách dễ dàng. Không nên để ý tới những lời nói của ai đó trong lúc tức giận làm gì. Xuất hiện lục xung nên bạn ôm đồm rất nhiều việc và không phải việc gì ra việc gì, nên có thể trước đây bạn làm tốt nhưng lúc này thì không. Đó là lý do có một số người phủ nhận hết công sức của bạn đấy. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, khi sự nóng giận nổi lên, bạn hãy tập trung vào hơi thở của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, trở ngại không phải là vấn đề gì đáng để bạn lo lắng quá cả. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, tránh việc đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài đi nhé. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, bạn càng thích thể hiện cái tôi thì càng dễ rước họa vào thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nếu bạn đủ dịu dàng, khoan dung thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam. Quý nhân phù trợ người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, nhờ có thực thần mà người tuổi Ngọ càng trân trọng những gì mà mình có được ngày hôm nay. Vì hơn ai hết, cuộc sống không chỉ có công việc mà tình cảm hay những thứ khác đều đóng vai trò quan trọng. Bạn hiểu rõ rằng cuộc đời bạn có 5 điều quan trọng: gia đình, tài chính, công việc của bạn, bạn bè, sức khỏe và niềm tin. Và đó là điều mà bạn luôn tìm cách để bù đắp khi một trong số chúng bị thiếu hụt. Trong ngày này, vị trí của thái thần ở hướng Tây Nam, phía ngoài phòng giã gạo, phòng xay bột và giường ngủ của thai phụ.
do đó không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật nơi này, bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, ngay cả việc bày tỏ tình cảm với ai đó, bạn vẫn đưa cá tính của mình vào. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, bạn có niềm tin đủ lớn vào những gì mình đang cố công gây dựng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, lòng nhiệt huyết của bạn được mọi người đặc biệt ghi nhận. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, bản tính tiết kiệm nên nếu có thêm tiền thì bạn cũng không phung phí. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, hiện tại cho phép bạn cuộc sống nhìn với gam màu hồng. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, thiên tài đưa đến những mối lợi về tiền bạc cho người tuổi Mùi, có người còn may mắn bốc thăm trúng thưởng. Dường như với cơ hội đang tới, bạn giang say trong công việc và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp đến cùng. Thế nhưng, đừng làm việc theo một thời gian biểu không ổn định, bỏ qua kỳ nghỉ hay bỏ lỡ thời gian dành cho gia đình và bạn bè của mình. Việc cân bằng những điều này sẽ giúp cho bạn giảm mức độ ảnh hưởng của stress. Thậm chí sự thấu hiểu và biết cảm thông đã mang lại cho bản mệnh những tín hiệu vui trong chuyện tình cảm. Nhất là những ai đang độc thân, khi đang có tam hợp cùng nâng đỡ, hãy bày tỏ tình cảm với người mà bạn thầm thường trộm nhớ. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, cứ chăm chỉ đi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, tình cảm của bạn hiền hòa như nước, là chỗ dựa tinh thần cho đối phương. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, đừng nóng vội trong việc gieo tình cảm với người mà bạn không hiểu rõ. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tiền bạc sẽ càng nhân lên nếu như bạn duy trì được phong độ như hiện tại. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, tình cảm và tiền bạc không phải là nỗi lo cho bản mệnh lúc này. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, trong thời gian đang có chính quan nâng đỡ, người tuổi Thân nên quyết đoán hơn trong ngày hôm nay. Nếu hoàn toàn nhờ vào sự giúp sức của ai đó thì đến khi nào bạn mới đứng dậy trên đôi chân của mình? Hơn bao giờ hết, bạn phải là người nắm rõ tương lai của mình và từng bước thực hiện chúng. Khó khăn là điều mà ai cũng phải trải qua, và nếu như bạn không có đủ bản lĩnh đương đầu với cuộc sống, bạn sẽ mãi dậm chân ở vạch xuất phát thôi. Thân Hợi tương hại, điềm báo có nhiều thị phi, có người cản trở chuyện tình cảm của bạn khiến cho hôn nhân trắc trở, gia đạo bất an, bạn phải đủ tỉnh táo mới bước qua được giai đoạn này. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, hãy lựa lời mà nói, bạn sẽ nhân sức mạnh của mình lên nếu nói lời dễ nghe. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, có lỗi thì nhận lỗi, đừng đổ lỗi của mình cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, sự lạnh lùng của bạn là nguyên nhân hai người xa cách trong tình cảm. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, đừng bỏ lỡ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, ai cũng cần yêu và được yêu. Con số may mắn 9, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, thiên quan xuất hiện đồng nghĩa là người tuổi Dậu làm gì cũng không được như ý. Bạn sẽ cảm thấy không có một công việc nào được hoàn thành và vì thế mà tâm trạng của bạn cũng không mấy tốt đẹp đâu. Cho dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên kiên trì theo đuổi mục tiêu, tuyệt đối đừng nản chí, và vì biết đâu công việc đó thành công sẽ rồi sẽ cách bạn chỉ vài bước chân mà thôi. Lúc mọi thứ đã qua rồi, bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm và cho rằng mình đã làm rất tốt. Tuy nhiên, vài cuộc hội ngộ bất ngờ vào cuối tuần có thể làm cho ví tiền của bạn cạn dần đi. Vì tình hình tài chính của bạn không mấy thuận lợi, nên tốt nhất bạn hãy hạn chế chi tiêu đi nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, tập trung vào công việc chính, chớ ôm đồm quá nhiều thứ. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, có những người chúng ta gặp trên đường đời là để dạy cho chúng ta một bài học.
tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, chớ nên để việc tay trái chiếm quá nhiều thời gian của bạn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, công sức bạn bỏ ra sẽ mang về thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, đừng bỏ qua cơ hội để kiếm tiền ngay trước mắt. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, có nhiều dấu hiệu tốt về tiền bạc nhờ có chính tài đưa tới cho người tuổi Tuất. Bạn có thể gia tăng lợi nhuận, khoản đầu tư. Tuy nhiên, khi bạn có tiền cũng là lúc có những đối tượng muốn làm thân để tìm cơ hội lợi dụng bạn. Bạn cần phải cẩn thận với tiền bạc của mình hơn nữa, tránh cho những người khác mượn tiền vì khả năng bạn đòi lại là rất thấp. Lúc đó bạn không chỉ mất tiền mà còn mất luôn cả bạn đấy. Nếu giúp, hãy giúp trong khả năng có thể và xác định là nếu mất đi khoản đó thì bạn cũng sẽ không sao. Theo lịch vạn niên, Hải Thượng Lãn Ông chỉ ra rằng ngày 11 tháng 8 năm 2018 dương lịch là ngày Can Ất. Trong ngày này không trị bệnh ở hầu, nếu đã có lịch rồi thì vẫn phải tránh ra. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, bạn tỏ ra xông xáo hơn khi nhìn thấy cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, tiền bày ra trước mắt mà không kiếm thì quả là phí phạm. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, bước ra khỏi an toàn vốn có để tìm thêm cơ hội cho mình đi nhé. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, cân nhắc mở rộng kinh doanh hay khai trương sẽ có lợi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, bạn rất biết cách ứng xử với những đối tượng xấu. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, nhân lúc có chính ấn hỗ trợ để người tuổi Hợi có những quyết định sáng suốt hơn trong sự nghiệp, con đường học hành hoặc theo đuổi công danh của mình. Nhìn lại những gì mình đã làm, bạn biết mình đã sai, những gì và đâu là ưu điểm của bản thân. Ngay lúc này, bạn có thể phải điều chỉnh lại những kế hoạch đã lập ra từ trước cho thực tế và phù hợp hơn trong thời gian gần. Có thể mọi thứ chưa thể tốt ngay từ đầu, nhưng về lâu về dài thì tất cả sẽ ổn thôi. Hợi Hợi tự hình cho thấy bạn luôn có nỗi băn khoăn, dường như những lo ngại về sức khỏe có thể làm lo lắng, nhất là khi nếu bạn đã bỏ bê nó trong một thời gian dài. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, hãy tận dụng tốt sự thông minh, nhanh trí để xử lý tình huống xảy ra trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, bạn nghĩ nhiều quá và tự tạo ra rắc rối cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, hãy dành năng lượng cho công việc chứ không phải để lo lắng đâu. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, ý chí theo đuổi một việc đến cùng đã mang lại cho bạn thành quả. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, bạn hãy dành thời gian nghỉ ngơi trong ngày này vì cơ thể bạn không thể làm việc mãi được. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.